Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ cảm giác và cảm nghĩ. Trước hết, cảm giác là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Ví dụ, gió về khuya gây cảm giác lạnh. Tiếng đàn gây cảm giác êm đềm thứ hai cảm nghĩ cảm nghĩ là ý nghĩ nảy sinh khi có cảm xúc về điều gì đó thí dụ những cảm nghĩ của nghệ sĩ trước cuộc sống ông hiệu trưởng phát biểu cảm nghĩ nhân ngày khai giảng năm học mới như vậy cảm giác và cảm nghĩ là hai từ hoàn toàn khác nhau chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ bắt nọn hay bắt lọn mến chào tạm biệt các bạn